Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, vào năm 1945, một con gà không đầu xuất hiện ở Mỹ dù bị cắt phần đầu, nhưng nó vẫn chạy loanh quanh và sống khỏe mạnh. Con gà trống không đầu này được đặt tên là Mai, từng sống tại một trang trại ở Mỹ. Người chủ quyết định làm thịt con gà này, nhưng sau khi bị chặt đầu, nó không chết. Nó đứng dậy và đi lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, nó còn đem về bội tiền cho chủ nhân. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu chuyện này ngay sau đây. Gà không đầu mai hay còn được biết đến với cái tên mai kỳ lạ, Miracle Mai là một chú gà trống 5 tháng tuổi, từng sống vui vẻ tại một trang trại thành phố Fruista, bang Colorado, Mỹ. Vào một buổi tối mùa thu năm 1945, Lloyd Ocean, chủ của trang trại quyết định rằng đã đến lúc làm thịt chú gà này. Tuy nhiên, sau khi bị chặt đầu, chú gà trống vẫn không chết. Nó đứng dậy và chạy không ngừng, đầu gà rơi xuống và nó vẫn còn sống chạy lanh quanh. Joyce Waiter, chắc của cặp vợ chồng Lloyd, và cùng là một nông dân ở Fruita kể lại, con vật sau khi bị cắt cổ vẫn lãng vãng bên trong sân như chưa có chuyện xảy ra. Lloyd cũng không mấy quan tâm và trở về nhà ngủ để sáng mai tiến hành chế biến con gà. Tuy nhiên, đến buổi sáng hôm sau, họ phát hiện ra con gà đang ngủ và vẫn sống. Quá bất ngờ, Lloyd quyết định đặt tên cho chú gà là Mai và chăm sóc nó thật tận tình. Mai cố gắng mổ thức ăn nhưng không được, chính vì thế mỗi ngày Mai được chủ sử dụng dụng cụ nhỏ mắt bơm thức ăn lỏng bao gồm ngũ cốc và nước vào thẳng thực quản. Từ đây cuộc hành trình của chú gà kỳ diệu bắt đầu, sự tồn tại như một phép màu của Mai trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người trong khu vực. Loài cũng đi khắp chợ khoe về chú gà không đầu của mình và thắng được rất nhiều tiền từ những vụ cá độ. Tiến lành đột xa các đài truyền hình thi nhau đến tìm loài để phỏng vấn về Mai một nhà tổ chức sự kiện cũng lặng lội từ thành phố Sassle, Utah đến đây để nhìn tận mắt sờ tận tay chú gà, gọi nó là Mai Kỳ Diệu. Sau đó, Loi nhận lời người này đưa Mai đi khắp nơi để trình diễn. Tiếp đến, Mai cùng chủ nhân của mình lên đường cho chuyến lưu diễn. Thời đó, khán giả phải chấp nhận bỏ ra 25 cent để có thể được vào xem chú gà không đầu đi lại như bình thường. Tạp chí Lai còn chụp cho Mai nguyên bộ ảnh để đời và một trong số đó cho thấy khoảnh khắc chú gà đang nhảy. Sự nổi tiếng của Mai đã khiến chủ nhân của nó kiếm bộn tiền. Thời đỉnh cao, trung bình chú gà kiếm được khoảng 4.500 đô la Mỹ một tháng. Từ các tour trình diễn, giá trị của chú gà này khi ấy ước tính vào khoảng 10.000 đô la Mỹ. Từng thoát chết thần kỳ, nhưng Mai lại qua đời theo một cách vô cùng lãng xẹt. Chú gà này chết vì bị hóc bởi một vài hạt ngô vào ngày 17 tháng 3 năm 1947, tức 18 tháng sau khi xảy ra sự kiện làm thay đổi cuộc đời nó. Chú gà không đầu mai nổi tiếng đã được dựng một bức tượng tại thành phố Fruta, Colorado, Mỹ. Thậm chí, người ta còn tổ chức một lễ hội gà không đầu hàng năm để tưởng nhớ tới chú gà không đầu kỳ lạ này. Tiến sĩ Kinzo, chuyên gia sinh lý học gia cầm người Mỹ nêu quan điểm, chủ nhân của con gà vô tình chặt đầu mai chứ không loại bỏ toàn bộ não. Đầu gà có cấu tạo đặc biệt, Mắt gà chiếm phần lớn không gian, não gà ở phía sau, vì vậy khi mai bị cắt đứt phần đầu phía trước, phần lớn thân não và tiểu não vẫn còn. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này đã tạo nên kỳ tích gà không đầu. Tất chết thần kỳ, nhưng con gà này bị chết vì tắc nghẽn thực quản sau 18 tháng xảy ra kỳ tích với mình. Sau đó con gà được chọn là động vật đại diện cho thành phố. Kể từ đó, ngày 14, 15 tháng 5 hàng năm được chọn là ngày mai gà không đầu để tưởng nhớ chú gà này. Phép màu như thế này không chỉ xuất hiện ở động vật, ở con người cũng có trường hợp tương tự. Các Carlos Rodriguez, một người đàn ông sống mà không cần não. Đó là những gì truyền thông đặc biệt dành cho anh ta. Toàn bộ phần trước hộp sọ của anh ta đã bị lõm vào trong. Khi sinh ra, các lốt vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Từ thời thiếu niên, các lốt bắt đầu sử dụng rượu và ma túy. Bi kịch thay đổi cuộc đời anh xảy ra năm 14 tuổi, đang trong cơn say rượu và ma túy các lốt đã trộm xe và gặp tai nạn trong lúc va chạm thiếu niên văng qua kính chắn gió và đập đầu xuống đường nhựa các bác sĩ đã cố gắng cứu sống anh ta nhưng một mảnh xương sọ và não đáng kể đã phải cắt bỏ một thực tế đáng lưu ý là sau tất cả các ca phẫu thuật và quá trình phục hồi chức năng bệnh nhân bị mất nhiều phần não mà vẫn không hề thay đổi anh ta đã giữ lại tất cả những ký ức và khả năng tinh thần. Mặc dù thực tế rằng các Carlos Rodriguez là một người đàn ông không có não, anh ấy vẫn tiếp tục mỉm cười, có thể hỗ trợ trò chuyện về các chủ đề khác nhau, trả lời nhanh chóng và phù hợp các câu hỏi được đặt ra. Năm 2010, Carlos bị bắt vì tội danh sử dụng ma túy và mại dâm. Anh chàng lập tức trở nên nổi tiếng trên khắp các mặt báo và phương tiện truyền thông. Khi làm các video và chia sẻ lên mạng, các lốt mong muốn câu chuyện của mình sẽ là lời cảnh báo với mọi người về tác hại của việc lái xe sau khi uống rượu, cũng như tác hại của việc sử dụng ma túy. Tuy nhiên, đến năm 2016, các lốt tiếp tục bị bắt với tội danh cố ý đốt phá và giết người cấp độ 1. Các nhà khoa học ngày nay không có lời giải thích chính xác về việc làm thế nào một người có thể sống mà không có não và giữ lại hầu hết các chức năng tâm thần một giả thuyết phổ biến trong cộng đồng khoa học là các dây thần kinh ở phần bụng được thay thế một phần bởi cơ quan tư duy truyền thống giả thuyết khác lại cho biết bộ não đã tự tạo ra một lượng vật chất dự phòng khá đỉnh nó có thể giúp các tế bào còn lại thực hiện chức năng điều khiển thay cho cả hai bán cầu não bị thiếu nhờ đó con người hoàn toàn khỏe mạnh và sống như chưa hề bị mất một phần não nào sau hàng chục năm nghiên cứu các hiện tượng lại như trên nhiều dự án lại kết luận rằng sự kỳ diệu xảy ra nhờ những riêng biệt trong hai hệ thống điều khiển của con người. Hệ thống đầu tiên gồm não và bộ thần kinh, sử dụng các xung động thần kinh để truyền thông tin. Hệ thống thứ hai gồm các tuyến nội tiết, sử dụng các chất sinh học đặc biệt hoặc kích thích tố để phát tín hiệu đi khắp cơ thể. Do đó, bộ não có mất đi phần nào thì cơ thể con người trong các trường hợp đặc biệt vẫn có thể sống sót. Tuy nhiên, những lập luận trên vẫn nằm trong vòng giả thuyết Câu hỏi tại sao một số người vẫn sống dù não bộ có tổn thương đến đâu? Cần thêm nhiều nghiên cứu nữa để được làm rõ. Thưa quý vị, không chỉ xuất hiện trong đời thực, sự ám ảnh về những sinh vật không đầu còn đi vào truyền thuyết, thậm chí là còn trở thành một giả thuyết làm giới khoa học đau đầu tìm ra câu trả lời. Theo các tài liệu lịch sử, bộ tộc Plemais có ngoại hình kỳ dị khi được miêu tả là không có đầu. Tuy nhiên, mắt, mũi, miệng của họ lại nằm ở ngực. Chính những đặc điểm này khiến tư luận vô cùng tò mò về tộc người bí ẩn này. Xuyên suốt lịch sử trải dài khoảng 4,54 tỷ năm của trái đất và khoảng 6 triệu năm từ khi loài người xuất hiện, có vô vàng bí ẩn mà khoa học chưa thể lý giải. Một trong số đó là bộ tộc Lemmy, vốn được miêu tả có ngoại hình vô cùng kỳ dị dựa trên các tài liệu lịch sử để lại và khác hẳn với những gì mà chúng ta thường được nhìn thấy. Theo đó, mặc dù có đầy đủ chân tay, mắt, mũi, miệng, nhưng người Plemi lại không hề có đầu, thay vào đó những bộ phận xúc giác của họ nằm ở trên cơ thể, cụ thể là ở trước ngực. Chính những đặc điểm này khiến dư luận vô cùng tò mò về tộc người bí ẩn này, bắt nguồn từ một bộ tộc sinh sống ở Nubia là một vùng dọc theo sông Ninh nằm ở Bắc Sudan và Ai Cập. Tên gọi Nubia có nguồn gốc từ người Nopa, những người du mục đã định cư ở khu vực này vào thế kỷ thứ tư sau sự sụp đổ của Mero kinh đô của vương quốc kết các plemy lần đầu tiên được mô tả vào 2.500 năm trước bởi sử gia Hy Lạp Herodotus nơi ông gọi là Akephaloi, tiếng Hy Lạp không có đầu theo Herodotus những sinh vật này sống ở phía tây của Libya được cho là rất đồi núi và rừng rậm và có động vật hoang dã plemy được cho là có hai loại với mắt trên ngực hoặc với đôi mắt trên vai. Câu chuyện về tộc Plemmy tồn tại vào thời Trung Cổ xuất hiện trong cuốn sách The Travel of Sir John Mandeville vào thế kỷ 14. Mặc dù họ không được gọi là Plemmy, nhưng thông qua mô tả của Mandiver về những sinh vật này thì chúng ta có thể biết được ông đang nói tới bộ tộc Plemmy. Người có tầm vóc rất thô, khủng khiếp, thậm chí tới mức đáng nguyện rủa vì không có đầu đôi mắt nằm trên vai của chúng, cuốn sách mô tả. Mặc dù là cái tên được nhắc tới trong nhiều tài liệu khoa học, nhưng đến nay thế giới vẫn chưa tính thức công nhận sự tồn tại của tộc người này. Mặc dù vậy, trong suốt hơn 2.000 năm lịch sử, nhiều báo cáo về người không đầu, có mắt, mũi, miệng, nằm ở ngực đã khiến những người không tin Plemby tồn tại thực sự bị lùng lây. Điển hình như vào năm 1211, Fermat, một nhà thám hiểm, đã tuyên bố gặp một bộ lạc gồm những người không có đầu nhưng có mắt và miệng trên ngực sống trên một hòn đảo ở Ethiopia. Fermat tiết lộ thêm rằng những người có ngoại hình đặc biệt trên có chiều cao khủng cao hơn 3,6 mét. Một số giả thuyết lại cho rằng Flami là những sinh vật có thật, nhưng đặc điểm không đầu có thể đã bị thổi phồng quá mức. Cụ thể, theo Joseph François Lafitte, một nhà truyền giáo và tự nhiên học nổi tiếng người Pháp, thì các báo cáo về tộc người không đầu chủ yếu xuất hiện ở vùng Đông Ấn là bằng chứng cho thấy những người có cùng nguồn gen đã di cư từ châu Á đến Bắc Mỹ. Một lời giải thích khác lại cho rằng ngoại hình không đầu xuất phát từ thói quen chiến đấu của một vài tộc người thiểu số khi họ có xu hướng giữ cho cái đầu cuối sát xuống trước ngực hoặc mang theo những chiếc khiên được trang trí bằng khuôn mặt. Cũng có những nhà khoa học thì đến nay vẫn tin rằng Plemi thật ra chỉ cách gọi chệt đi của Bonobot, tên một loài tinh tinh có cấu trúc cổ ngắn và thường hay cúi về phía trước. Trải qua hàng nghìn năm, câu chuyện về dị tộc không đầu vẫn luôn được nhắc tới và lưu truyền trong đời sống, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của chúng ta. Tuy nhiên, hình ảnh này đã dần được biến tấu theo thời gian, thậm chí trở thành những con quái vật có đầu và mắt trên ngực quý vị và các bạn thân mến những nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại